hiệp đấu đầu tiên, đội Kiên Tân đã thắng với điểm số rất khá cao, 25 tại ca. Con phạt khâu được rồi. Kiên Tân phát bóng. Điểm số đang là 1-0. Phát bóng mạnh. Nhấp xoáy, rất mạnh. Điểm cho Kiên Tân. 2-0. Tiếp tục là một pha nhảy phát của chủ công Kinh Tân. Rất hay. Xấu nhỉ. Hiểu với nhau rồi. Hai chủ công của Kinh Tân đã không hiểu với nhau, rất tiếc. Đưa điểm cho Thành Sơn. 1-2. Kiểm cho Kim Tân. 3-1. Rất lưu diêu. Con đi. Điểm cho Sơn.
7, 6. Chủ quan được bóng được rồi. Đội điểm cho Kim Ngân 7-4. Phải đóng ngoài sân. Điểm Kim Ngân bảo mà để Kim Tân đã vươn lên rồi. Bóng tốt. Thứ hai, chúng ta xử lý rất tốt. Thứ hai là chủ công cũng hiểu ý nhau. Đội điểm tay chân 8-0. Vẫn còn. Được điểm tay chân 9-8. Tay chân lại vươn lên rồi. Không nghe. Thứ hai của Kim Ngân lại sang sân. Điểm cho tay chân 10-8. Điểm số đang là Kim Tân 10, Thạch Sơn 11. Kim Tân phát bóng. Tốt.
Được. 11 đều. Theo điểm thì số là 11 đều. Nào sẽ là đội vươn lên dẫn trước đây. Hôm đó mà vua còn lại mà đánh thì đúng đánh bắt đầu đúng không? Biết rồi. Lê Phán Tuấn Anh. Em xin thôi anh nhé. Đúng một hơi rồi. Hoàng Hào phát bóng. Ông vua bãi biển đấy. Cái này mà đánh trên cát nó cũng là làm mà sợ bóng. Nhà nhàng ở bóng vừa rồi. Ở điểm cho Kim Tân 12 đều. Chuyền tay chuyển khẩu mà có chuyền được. Thịt mẹ chuyền đẹp chưa? Bên kia đánh những set thứ ba kìa. Ba xe à? Bên kia đánh set thứ ba kìa. Tiếp Tuấn. Bỏ rồi. Đó, bị ngay rồi. Ui, trời ơi. Đây, lộ bóng kìa. Đội ra Tuấn. 13, 12. Xong, 7 châu ở đây là Văn Uyên. Tô Bạch Sơn 13 đi. Bên kia đánh nhỉ nhàng lắm, bên kia đánh sang sang 3. Tiếp. Cần. Tay rồi, có lấy tay rồi. Ngoài sân mà chặn tay gì đó. Tay rõ rồi gì đó. Không chống được, có đang chặn tay rồi. Chung vô, chung vô. Phải tao là tài cho đánh lại. Ăn ép ngoài. Ngoài rồi. Kia nào tiếp. Không bao nhiêu đâu. Ba tài trong tay đeo bắn bây giờ. Ai? Chưa thể nói điều gì. Mười lăm chưa hả? Mười lăm. Đánh hồi không nhận đào giếng. Đây đâu anh xuống lúc nào nhỉ? Mười bốn, mười lăm. Đặt luôn đấy. Đội điện Bạch Sơn 16, 14. Kim Tân thì có những pha bóng rất mạnh, còn Thạch Sơn thì có những pha xử lý bóng rất nhẹ nhàng và hiệu quả thì như nhau. Đội điện cho Kim Tân 15. 16 kiệt hắn à. Thu em xin cái này phát kinh nhờ. Để đánh sức khỏe, sức trẻ. Bộ đôi thì đánh lại kinh nghiệm. Chết. Còn. Ai, hay đó. Đó.
Bùi Anh Tài là một cầu thủ có nhiều trận thi đấu. Tuy nhiên với tuổi tác có nhiều đến nhiều nhất điều đấy. Chúng ta chuẩn bị của anh. Alo. Alo mấy người ạ. Ai đổ về thì ra bóng không gọi anh sao á. Nhất là hai con kia lên đến đây. Quý em xin cái nhảy phát tốt nhau. Ở Bạch Sơn có sự thay đổi người. Đến đâu chị? Số 4 vào vai số đấy. Số 7. Giữa đầu chắc là đến thì là Quỳnh Lưu. Thắng con với chuyện 2 này. Ok ok chị. Quỳnh Lưu đúng không? Thủ đang là 16 đâu. Thủ lý bóng tốt. Bóng cạp cái cắn ra ngoài. Điểm cho Tây Sơn. Điểm cho Kim Tân 17 đều. Sáng như của tôi đâm được rồi ăn chưa này ngoài sân. Điểm Thạch Sơn 18-17. Bây giờ có câu đá của đội bóng đã có rất nhiều cố gắng để cứu pha bóng rồi. Tuy nhiên không thành công. Điểm cho Kim Tân 18 đều. Thank you.
20 điều. Lúc này thì đó là một trận đấu không có chúng cho những sai sót đúng không? Điểm tay chân 2-2 20 anh sắp bà vậy tâm chưa đồng ý. Mua chính đại sứ ơi, mua bằng cái cua mua ra. Đây như vậy đâu. Mua là mua cho bà nên là bà ngỏ cũng oi. Cái đó ai cũng đã. Mà lại nó rồi. Điều chiều khá. Đúng một lần. Mời Mời Hà Nội chưa từ Lạng Sơn để tiếp tục thi đấu. Mua cái nhăn gì để bảo tổng quài cho mình trầm phải mắt. Đánh ở đấy mà còn đi lận câu làm cái kiểu đánh như vậy, đánh như hồi phú bảng như chết nghi trọng tài không Sơn đang khiếu nại về việc chiến đấu. Kim Tân đang khiếu nại về việc Hoàng Sơn đứng sai vị trí Kim Sơn. Trọng tài đang hồi ý để xử lý tình huống này. Hai. Hai thằng bên đấm chạm. Ừ. Của trọng tài với nhiều năm làm việc và nhiều năm điều hành ở giải đấu Ngọc Trào và đó là rất kinh nghiệm và rất chuyên nghiệp, đã điều hành rất nhiều giải đấu và trận đấu lớn. Tài vô thể đó ra cái nó đội trưởng nó quyền khiếu nại đội trưởng là thắng đang dưới. Vô hải vẫn chìa, đã như hồi đẹp còn không nhanh ơi. Có, đang chuẩn bị đánh trận 2 đây anh. Đang ở bên sân B đây, sân anh cứ đi vào thôi. Thế là nào cao nhất là làng Cương đấy. Đang ở chỗ mà không thấy đây. Chứ đông người chứ. Ê, anh chia tay em không? Đúng cầu cho điểm đi. Chơi đẹp đi. Không cho Hiếu bắt giờ, Hiếu bắt trọng tài em. Cương vào cắt lưới đi. Cương vào cắt lưới đi Cương. Hoặc vô xóa bạch đi. Kết. Vô lấy xà beng đục chân. Công an việc là ừ, quyền đang quay. Xin mời trưởng đoàn Bạch Sơn sang gặp vị trí Bùi Văn Trì. Thế bảo mẹ cắt các bạn thứ hai tư đi. Để xác minh chính xác thông tin cầu thủ. Xin mời tất cả
được. À máy ảnh đâu nhở, quên không có máy ảnh đây nhở. Rồi đánh lại đây. Nghe Huy nhỉ? Được, bên đây không biết được, đang đánh xếp 2 thôi. Vâng, chưa xong xếp 2 mà. Xong chưa? Sang đây, tí đã xong sang đây nhá. À, rồi, ok. Điểm cho Kim Tân. 21, đều. Tóm lại là quyết định đánh lại. À điểm à? Cổ tay lên, cổ vũ vậy. 21 điều à? 21 điều rồi. Cứ để pha lên mà thổi không được nhé. Quyền. Dọn này lên trắng. Đám ra đường trắng. Chiếc bà cao đó. Anh lâu rồi. Bên kia chắc tầm khoảng 15 đến 17 phút rồi, chắc được 28 phút rồi. Từ Thanh Thuận này bên kia à? Chợt lúc này, chắc đầu tiên 25. Đấy. Mà đây là hết luôn à? Đúng rồi. Đúng rồi. Mà không hiểu cho mà ông lại mang con sáu mang hai con mà ba con cả con này là hai này còn ăn thì qua này. Ôi điện thoại giờ đi nó có chấm chấm này. Mới bị quả bóng vào nó có đây. Chắc là mới bị rồi. Wow. Đó, tiền YouTube YouTuber vẫn một khá là 450 triệu rồi mà. Thôi ra thôi, đã hết chương 12 rồi, chờ là sẽ được tiếp tục thi đấu.
khá nổi tiếng của nó hết rồi. Xong. Cao một lần tương chuyển hài tài quá trường. Trên hai mà đập đập lúc bốn quả. Hả? Hai năm điều à? Tài không chịu ngon. Như tên trên này phát báo. Tài Sơn chuẩn bị. Điều đã. Hai năm điều. Trên đây. Quả bay cá đẹp thế nhờ. Nóng cái máy luôn.